Cô gái đến từ hư vô mùa 2 với thời lượng chỉ vỏn vẹn 8 tập không còn là một series phim với những câu chuyện riêng lẻ trong mỗi tập, mà nó đã trở thành một tổng thể có liên kết chặt chẽ nhờ sự xuất hiện của một nhân vật xuyên suốt mới, Yuri, do Ninjaya McGlory đóng. Nhân vật này xuất hiện thoáng qua ở 2 tập đầu tiên, đến tập thứ 3 mới trực tiếp can thiệp vào công việc của Nano do Kitty Chita đóng, và có một tập phim riêng, tập 4 để lý giải về nguồn gốc xuất hiện của mình. Bản thân là một người thường mang trong mình đầy thù hận, nhờ vô tình uống máu của Nano mà trở nên bất tử. Yuri suốt nửa sau của bộ phim liên tục đeo bám và thúc đẩy quá trình trừng phạt kẻ ác của Nano theo một cách thức nhanh chóng, tiêu cực hơn. Khán giả có thể cảm nhận rõ nét sự khác nhau trong việc phán xét, trừng trị kẻ ác của Nano và Yuri. Nhưng sau cùng, ai mới là người tàn nhẫn hơn, đủ tư cách để phán xét hơn thì vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ. Không một ai, kể cả khán giả, biết Nano thực sự là ai, ngoài việc tên của cô trong tiếng Thái có nghĩa là con gái của quỷ thần. Ngay từ tập đầu tiên của mùa 1, Nano đã đóng vai trò là người thúc đẩy những điều xấu xa nhất trong bản chất con người bộc lộ ra ngoài. Nano khi là nạn nhân, lúc lại là nguồn cơn của tội ác. Điều này đồng nghĩa với việc Nano luôn thôi thúc con trong mỗi người. Những ai không đủ lương thiện để kiềm hãm nó, thì tất cả những cảm xúc tiêu cực, từ ham muốn nhục dục, lòng ganh ghét, đố kỵ đến sự tự ti thái quá đều sẽ bị phô bày trước mắt Nano. Nano không có nghĩa là cái ác, cũng không có vai trò khơi gợi cái ác, bởi tất cả những người cô tiếp cận đều có sẵn cái ác trong người. Chỉ là khi đối diện với Nano, phần bản năng đó sẽ được thể hiện ở một phương diện rõ nét nhất, cần tiêu diệt nhất. Ở tập mở màn của cả series phim, cả thầy giáo chuyên lạm dụng tình dục học sinh đã phải chứng kiến đứa con chưa đủ tuổi vị thành niên của mình đi quá giới hạn với bạn trai và rồi lại phải thấy con bị xe tông chết. Đây cũng là tập phim hiếm hoi mà Nano sử dụng đến cái chết để đe dọa nhân vật. Tuy nhiên lại không phải cái chết của kẻ có vấn đề. Nano giống như một người gỡ rối một cuộn dây với cách thức gỡ vô cùng ám ảnh, thậm chí thiếu nhân tính. Cô sẽ khiến kẻ có suy nghĩ lệch lạc phải trải nghiệm tất cả những cảm giác tương tự việc mình đã gây ra hoặc đau đớn hơn để kẻ đó tỉnh ngộ hoặc sống trong sự ám ảnh. Điều này thể hiện rõ nét nhất ở tập Những lời xin lỗi, bức tường kỳ diệu, mãi mãi là bạn thân của mùa 1, tập 1, 3, 5 của mùa 2. Tuy nhiên tập 3 và tập 5 này có sự can thiệp của một nhân vật khác nên kết cục bị thay đổi. Nhiều người cho rằng Nano đang cố gắng gỡ dây và mở ra cho kẻ ác một lối đi mới. Nhưng đôi khi lối đi đó còn kinh hoàng hơn cái chết. Như câu chuyện ở bức tường diệu kỳ, kẻ đố kỵ cuối cùng phải chịu kết cục sống trong thế giới không còn một bóng người, nơi không còn một ai để cô đố kỵ, ganh ghét hay chịu trách nhiệm cho những việc mà mình đã khơi mào. Hay tập Mãi mãi là bạn thân, Nano đẩy những người bạn học cũ của mình vào thảm cảnh khi tất cả những mặt xấu xa nhất đều bị lộ tẩy. Họ cũng phải chém giết lẫn nhau để giành lấy thuốc giải rồi giết bạn, uống máu với hy vọng được sống. Tuy cuối cùng tất cả chỉ là một giấc mơ, không một ai trong lớp bị tổn hại hay phải chết, nhưng tất cả đều nhớ rõ nét giấc mơ ấy và nhìn thấy tất cả bản chất của những người mà mình từng xem trọng. Tập mở đầu của mùa 2, Có thai, cũng là tập phim tạo được hiệu ứng tốt nhất trên mạng xã hội của mùa phim này. Một lần nữa cho thấy rõ nét cách thức để khiến con người trả giá của Nano. Nanai, từ một nam thần học đường có sở thích ăn ốc né vỏ, chỉ sau một lần quan hệ với Nano, bỗng dưng lại trở thành mẹ bỉm, có bầu, sinh con, thậm chí còn tự biết cho con bú. Không phải cái chết hay chịu trách nhiệm cho hàng hà sa số những cô gái đã từng bị mình coi như công cụ thỏa mãn nhục dục. Nanai phải tự mình trải nghiệm cảm giác của một nạn nhân, còn phải hoảng sợ khi biết tin mình có bầu, đau đớn tìm cách phá bỏ đứa nhỏ, bị Nano rũ bỏ trách nhiệm và hiểu cảm giác của một người mẹ. Yuri lại khác. Yuri theo chân Nano ngay từ tập đầu tiên nhưng chỉ đến tập 3 mới thực sự thể hiện quyền năng của mình. Nếu gọi Nano là người gỡ rối sợi dây thì Yuri sẽ là người cắt đứt hoặc đốt luôn sợi dây đó. Cô luôn phàn nàn rằng Nano quá lằng nhằng, chậm chạp và với tâm lý của một kẻ từng là nạn nhân cần sử dụng cái chết để báo thù. Yuri dường như đang cho rằng đoạt mạng là cách thức tàn độc nhất khiến kẻ ác trả giá. Không ai chắc chắn việc Yuri trở nên bất tử có nằm trong tính toán của Nano hay không, hay đó chỉ là một sự cố. Nhưng có vẻ tất cả đều nằm trong tính toán vì nếu uống máu Nano sẽ trở nên bất tử thì Yuri không phải là người duy nhất. Một nam sinh trong tập 6 của mùa 2 vô tình ăn chiếc kem có dính máu của Nano. Rất có thể Yuri chỉ là một thử nghiệm của Nano, rằng nếu để người thường tự tay thực thi công lý thì cái kết sẽ ra sao? Đúng như câu hỏi ở cuối mùa 2, phân đoạn mà nhiều khán giả cho rằng Nano đã thực sự chết sau những sai lầm của mình. Một thế giới tự do tuyệt đối, nơi mà người ta tự tay thực thi công lý. Liệu thế giới vẫn cần Nano sau chuyện này chứ? Bỏ qua giả thuyết Yuri là một phép thử của Nano, thì cách thức để trừng phạt kẻ ác của Yuri hoàn toàn khác với Nano. Trong cả mùa 2, có 3 lần cô can thiệp sâu vào công việc của Nano và 2 lần khiến đại kết cục thay đổi hoàn toàn.
lần đầu tiên là ở tập mini và 4 thi thể, với việc gây ra cái chết thương tâm cho 4 người bạn và dùng tiền để lách luật, mini đã bị nano cho trải nghiệm cái chết 3 lần, mỗi lần lại đến từ một đối tượng khác nhau, cư dân mạng, người nhà nạn nhân và chính bố Mimi. Có lẽ Mimi sẽ còn phải trải nghiệm cái chết thêm một lần nữa bằng chính việc sống tiếp để trả giá. Nhưng Yuri đã xuất hiện, thúc đẩy khiến cái chết thứ tư được hiểu theo nghĩa đen khi Mini ra mình tự tử. Trong tập 5 Sotet, Kaya, một đàn anh cuối cấp từng bị đày đọa bởi Sotet, hình thức nhập môn dành cho những học sinh sinh viên năm nhất chập chững vào trường, đã đem chính những nỗi đau mình từng trải qua đổ lên người những học sinh mới, thậm chí là đánh chết Nano vì đã bị Nano cho nếm trải cảm giác đau khổ thêm một lần nữa. Kaye bị đánh đập, đổ oan, phải hành lễ với một con chó. Nhưng Nano không có ý giết Kaye. Cô muốn Kaye trả giá bằng cách trải nghiệm tất cả những gì mình từng reo rắc lên người khác. Và rõ ràng với cách thức có phần tàn nhẫn này, Kaye đã nhận ra lỗi lầm của mình. Nhưng Yuri không muốn mọi việc kết thúc ở đó. Cô xuất hiện và dồn Kaye vào bước đường cùng. Cái chết. Yuri luôn muốn cái chết và nghĩ rằng cái chết là cảnh giới cao nhất của sự trả giá. Ngay cả ở tập cuối của mùa 2, cô cũng thúc đẩy để Junko tự tay giết mẹ mình. Nano là quỷ thần nhưng dường như cô lại có tính người. Yuri là người thường nhưng với nỗi thù hận quá lớn, cô đã để con quỷ ngự trị bản thân mình. Nhưng khách quan mà nói, cách thực thi công lý của Yuri chưa chắc đã tàn ác bằng Nano. Yuri không nghĩ được xa, với cô cái chết là sự trả giá đắt nhất. Nhưng rõ ràng sự thật không phải vậy. Một người cha bệnh hoạn phải sống tiếp sau khi tự tay đẩy con mình vào đường chết. Một kẻ đố kỵ phải sống tiếp trong thế giới không còn một ai tồn tại. Một nam thần chuyên hại đời con gái phải sống tiếp và trải nghiệm tất thảy những cảm giác mình đã từng gây ra với các nạn nhân. Một kẻ ham mê sự nổi tiếng phải sống tiếp cùng sự áp đặt của chính những fan hâm mộ trên mạng xã hội. Những sự trả giá này không phải còn đắt giá hơn cái chết hay sao? Ai mới là kẻ được quyền phán xét những tội lỗi? Trong khi Yuri là người thường, là nạn nhân, thì Nano tạm được cho là quỷ thần, hai thực thể đại diện cho những kiểu công lý khác nhau và cũng thật khó để đánh giá đâu là kiểu công lý đích đáng nhất. Nhưng vấn đề đặt ra là giữa Nano và Yuri, giữa nạn nhân và kẻ thúc đẩy tội ác, ai mới là thực thể đủ tư cách để phán xét tội lỗi, thực thi công lý? Nano mùa 1 gần như không bao giờ sai, mùa 2 lại khác, cô phạm sai lầm lớn tới độ khiến cho chính bản thân mình mất đi khả năng phục hồi, thậm chí còn có dấu hiệu trở lại là một người bình thường. Điều này thể hiện rõ nét ở tập 7 Jenny X và tập cuối Phán Quyết. Với tập Jenny X, Jen, một cô gái ban đầu là nạn nhân của bố mẹ, sau cùng lại mất đi cả thân phận thật, thậm chí trở thành tội đồ. Câu hỏi của Jen ở cuối tập phim, tôi thực sự sai đến thế sao Nano? Tôi thực sự đáng bị cậu đối xử thế này à? Đã trở thành điểm yếu của Nano khi cô không thể trả lời được, càng không biết rốt cuộc những điều mình làm có đúng hay không. Nano đã phạm sai lầm khiến cô dần mất đi phần nào sức mạnh. Nhưng Yuri thì sao? Cách cô kết liễu cuộc đời những kẻ ác có đúng hay không? Với nhiều khán giả, Girl From Nowhere mùa 2 có vẻ bạo lực, máu me và nhạt nhẽo hơn với sự xuất hiện xuyên suốt của Yuri. Nó lại khiến người xem phải tự đặt ra câu hỏi. Công lý, chính nghĩa tuyệt đối nằm ở đâu? Có thực sự tồn tại hay không? Và ai có quyền phán xét nó? Thực tế, câu hỏi của Jen, tôi thật sự đáng bị cậu đối xử thế này à, có thể xuất hiện ở bất kỳ tập phim nào. Bởi khách quan mà nói, Nano dường như chỉ đang nhắm vào kẻ ác mà chưa tìm về căn nguyên của cái ác đó. Cô đã sai khi kết luận Junko ở tập 8 là nạn nhân, sau khi quên mất rằng bố mẹ của Jen mới là những người thực sự phải chịu trận. Rốt cuộc cả Nano và Yuri đều chỉ là người ngoài cuộc, họ có thật sự đủ tỉnh táo và tư cách để thực thi công lý hay không? Một thế giới tự do tuyệt đối, nơi mà người ta tự tay thực thi công lý. Liệu thế giới vẫn cần Nano sau chuyện này chứ?